Hello, everybody. Hello, các bạn. Thân chào các bạn. Đây là mình làm kim chi nè các bạn. Đây, trong cái mùa dịch đó, là mình làm kim chi để nó thêm cái phần của đề kháng cơ thể đó. Đó là mình ăn kim chi. Các bạn làm kim chi làm cay quá, nghe mà cay quá thì nó càng sổ mũi hơn nữa. Làm được phải rồi. Thì kim chi này là nghĩa là ba con tôm thịt là bự, tôm mà trong đất á thịt là bự sống rồi các bạn. Nghĩa là chỉ nướng sơ qua nước nóng mà nước sôi chút xíu là bạn đừng giữa là bạn đừng làm. Trẻ trung, vui vẻ.